thầy sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập của chương 4 phần bất ảo thức bài số 1. Ở bài tập này chúng ta sẽ giải các bài tập ở trang 79. Chúng ta bắt đầu nhé. Ở đây thầy ghi đề bài của 4 bài tập cho giáo khoa. Bài số 1, yêu cầu của đề bài là giải bài trắc nghiệm đúng không? Yêu cầu của đề bài là khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x. Thì ở đây chúng ta tập trung ở câu đúng với mọi giá trị của x. Thì nhìn nhanh qua 4 đáp án thì chúng ta sẽ chọn đáp án D. Bởi vì sao? Ta rất nhanh khi mà chọn được một giá trị để loại trừ được 3 phương án A, B, C và giá trị x bằng 0. Khi x bằng 0 thì 4x sẽ bằng 8x, sẽ bằng 4x bình và sẽ bằng 8x bình và cùng bằng 0. Như vậy ta dễ nhìn ra sẽ ở đây trong các ba đáp án A và B và C không có dấu bằng, suy ra ta chỉ chọn đáp án D thôi. Rồi sang bài tập 2, bài tập 2 cũng là một bài tập trắc nghiệm. Ở đây mà họ có cho 4 đáp án nhưng mà thông qua là 4 số A, B, C và D. Ở đây họ cho điều kiện x lớn hơn 5 và họ tìm số nhỏ nhất trong 4 số này. Ở đây thì ta chọn sẽ nhìn rất nhanh là sẽ chọn được đáp án C. Vì sao? Ta nhìn thấy với x lớn hơn 5, tức là x là số dương, thì suy ra các số A, B và D sẽ đều là các số dương lớn hơn 0. Còn ở số C thì sẽ bằng 5 trừ x trừ 1. Khi mà x lớn hơn 5, khi mà x lớn hơn 5 thì 5 trên x sẽ nhỏ hơn 1. Thì suy ra 5 trên x trừ 1 sẽ nhỏ hơn 0. Như vậy ta đã thấy số C là số nhỏ hơn 0. Qua đó A, B và D thì dương, C nhỏ hơn 0. Suy ra C là số nhỏ nhất chúng ta cần tìm. Rồi, qua bài số 3. Đề bài cho A, B và C là độ dài của ba cạnh của tam giác. Thì ở đầu tiên câu A họ bắt chứng minh là B trừ C tất cả bình nhỏ thu A bình. Thì đầu tiên khi mà chúng ta nghĩ đến độ dài của cạnh tam giác thì ba số A, B, C phải là các số dương. Ba số A, B, C là các số dương. Ngoài ra có một tính chất liên quan đến độ dài các cạnh của tam giác mà ta nên nhớ là tổng độ dài của hai cái bất kỳ sẽ lớn hơn cạnh còn lại. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng tổng độ dài A cộng C sẽ lớn hơn B. Bởi vì sao? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích này. Ta xét A bình trừ đi B trừ C tất cả bình. Các bạn nhìn số hàm thức gì nào? Hàm thức số 3 của trí nhớ 7 đúng không? Thì ta thu được A trừ B cộng C nhân với A cộng B trừ C. Như vậy ở trên này là ta phải xét thêm một cái nữa là A cộng B sẽ lớn hơn C. Được chưa? Tổng hai cạnh người lớn một cạnh tam giác. Thì ở đây có phải chúng ta sẽ nhìn thấy A cộng C lớn hơn B chưa trừ B thì cái này sẽ lớn hơn 0. Ở đây chúng ta thấy A cộng B lớn hơn C nên suy ra trừ C cũng sẽ lớn hơn 0. Vậy thì suy ra A bình trừ B, A bình trừ đi B trừ C tất cả bình sẽ lớn hơn 0. Vậy thì chúng ta suy ra chút được A sẽ lớn B trừ C tất cả bình. Được thế nào? Rồi, như vậy là chúng ta đã có được điều phải chứng minh. Rồi, còn ở câu B. Ở trong đề bài họ ghi là từ đó suy ra. Chúng ta để ý cái từ cụm từ từ đó suy ra, tức là chúng ta sẽ sử dụng câu A để suy ra cái bất ẩn thức ở phần B mình cần phải chứng minh. Vậy thì thầy sẽ áp dụng câu A để suy ra hai bất ẩn thức nữa để áp dụng cho bài toán này. Đầu tiên thầy viết lại cái bất ẩn thức thứ nhất, A bình lớn hơn B trừ C tất cả bình. Tương tự
b bình c lớn hơn a trừ c tất cả bình. Đúng chưa? Tiếp theo c bình c lớn hơn a trừ b tất cả bình. Ok. Giờ chúng ta để ý này, a bình b bình c bình chúng ta sẽ cộng vế như sau. A bình cộng b bình cộng c bình c lớn hơn b trừ c tất cả bình cộng a trừ c tất cả bình cộng a trừ b tất cả bình. Biến đổi với lần thức ta có a bình cộng b bình cộng c bình c lớn hơn này, ở đây đều là các hàm thức số 2 thì ta sẽ đều có các b c, b bình c bình, a bình c bình, a bình b bình. Như vậy ta viết ngay hai lần a bình cộng b bình cộng c bình, trừ đi là trừ 2bc, trừ 2ac và trừ 2ab. Như vậy ta có hai lần ab cộng bc cộng ca. Vậy chuyển về với vế ta sẽ thu được hai lần ab cộng bcc cộng ca sẽ nhỏ thua a bình cộng b bình cộng c bình. À đây thấy cái nhầm dấu. Đây chúng ta chuyển cái này sang bên này, còn chuyển cái này sang bên này thì chúng ta sẽ thu được hàm thức như sau. Đấy thì đây chính là điều bằng thức như sau. Thế đây chính là điều phải chứng minh. Rồi. À, như vậy mấu chốt của bài này là chúng ta đầu tiên câu A là chúng ta áp dụng tính chất của tam giác tổng hai cạnh sẽ lớn hơn độ dài cạnh còn lại, và chúng ta sẽ có được cái bất đẳng thức khá là đáng để nhớ để cho chứng minh bất đẳng thức này rất là hay. Rồi sang bài số 4. Bài số 4 thì đề bài yêu cầu là chứng minh x mũ 3. Chứng minh x mũ 3 cộng y mũ 3 sẽ lớn hơn bằng x bình y cộng x y bình. Thì ở đây ta sẽ làm một khi mà các bài toán chứng minh thì mình thường sẽ có các cách giải. Một trong cách giải là chúng ta đi từ cái bất đẳng thức của bài toán để suy ra để cho tương đương với điều đúng của ban đầu. Đấy. Vậy thì bây giờ theo cách giải của thầy như sau. Ta biến đổi tương đương bất đẳng thức này. Ta chuyển vế này. X mũ 3 bằng với x bình y cộng x mũ 3 trừ đi x y bình sẽ lớn bằng 0. Và ở đây ta sẽ có x bình, ta nhóm nhân tử x bình và x trừ y cộng y bình, chỗ này y trừ x lớn hơn bằng 0. Các bạn đã nhìn thấy được nhân tử chưa? Ta sẽ có x bình trừ y bình nhân với x trừ y lớn hơn bằng 0. Ở đây chúng ta có dấu trừ vì sao? Ở đây nhân tử x trừ y, như vậy chúng ta sẽ đổi dấu y trừ x thành x trừ y và ngoài này chuyển thành dấu trừ. Ta sẽ thu được bất đẳng thức như sau: x bình trừ y bình nhân với x trừ y lớn bằng 0. Bây giờ công việc của chúng ta là chứng minh bất đẳng thức này đúng thì tương đương lần theo phía trên bất đẳng thức ta cần chứng minh. Bây giờ thầy sẽ giả sử trong hai số bất kỳ thì chắc chắn sẽ có một số lớn hơn nên ta quyền giả sử số này lớn hơn số kia. Thì khi mà x lớn bằng y thì ta thấy thì ta suy ra được x bình sẽ lớn bằng y bình, x sẽ lớn bằng y. Như vậy ta thu được x bình trừ y bình sẽ lớn bằng 0 và x trừ y sẽ lớn bằng 0. Đấy. Thì ta suy ra x bình trừ y bình nhân
chữ Y sẽ lớn hơn 0. Rồi, thế trong trường hợp mà x nhỏ thua bằng Y, x nhỏ thua Y, rồi, x nhỏ thua bằng Y, đấy, x nhỏ thua Y rồi. Đấy, x nhỏ thua Y thì sao? X nhỏ thua Y thì ta suy ra được x bình trừ y bình, thì viết tắt một xíu, x bình trừ y bình sẽ nhỏ thua 0 và x trừ y cũng sẽ nhỏ thua 0. Vậy tích của hai số âm sẽ là một số dương, x bình trừ y bình nhân với x trừ y sẽ lớn 0. Đấy, như vậy khi mà trong hai trường hợp này, vậy thì với mọi như vậy ta thấy là đây là hai trường hợp của x dưới và y là bằng một trường hợp của hai ẩn y rồi. Thì suy ra ta có một điều luôn đúng là x bình trừ y bình nhân x trừ y sẽ lớn bằng 0 với mọi x và y lớn hơn bằng 0. Rồi, như vậy là chúng ta đã chứng minh xong bài 4 thông qua cách chứng minh, thông qua cách suy nghĩ, cách tìm ra cách giải từ ngược từ dưới lên. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng. Để xem tiếp bài giảng của các bài 5 và 6 thì các em hãy theo dõi các video sau. Chúc các em học tốt, thật tốt. Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải quyết bài tập của chương 4 phần luận hợp thức. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp nối của tí video trước. Chúng ta sẽ giải hai bài 5 và 6 của trang 79. Ở đây thầy đã ghi hai đề bài của bài 5 và 6. Trước tiên, ta sẽ ghi bài 5 trước. Ở bài 5 thì họ yêu cầu chứng minh luận hợp thức x mũ 4 trừ căn x mũ 5 cộng x trừ căn x cộng 1 lớn 0 với mọi x lớn bằng 0. Thì ở trong giáo khoa họ có một cái tip nhỏ hướng dẫn đặt căn x bằng t, xét hai trường hợp 0 nhỏ thua bằng x nhỏ thua bằng 1 và trường hợp x lớn bằng 1. Vậy thì chúng ta sẽ đi theo hướng dẫn này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt căn x bằng t, là căn x bằng t thì chúng ta sẽ biến phương trình x, biến cái bất hợp thức x về x này, bất phương trình về x này sẽ thành bất phương trình về t. Đây thu được như sau, ta sẽ ký hiệu đây là sao. Đây là suy ra sao tương đương với trên này ta phải đặt điều kiện thức cho t nhé, x t phải lớn hơn bằng 0. Rồi, sao sẽ tương đương với t mũ 8 trừ đi t mũ 5 cộng t bình trừ t cộng 1 lớn 0. Như vậy ta phải chứng minh bất phương trình này. Rồi, bây giờ ở hướng dẫn họ nói là chúng ta sẽ chia trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khoảng là nửa đoạn từ 0 đến 1, và phần thứ hai là x lớn bằng 1. Vậy tương ứng với hai trường hợp của x thì chúng ta sẽ xét hai trường hợp sau của t. Trường 1, chúng ta sẽ xét t lớn bằng 0 và nhỏ thua 1. Nhưng mà xét t lớn bằng 0 đến 1 thì chúng ta sẽ khéo léo nhóm cái vế trái này thành nhân tử để sao cho chúng ta để chứng minh nó lớn bằng 0. Và chúng ta sẽ xét như sau, vế trái này bằng này t mũ 8 này trừ y này t mũ 5 trừ t bình cộng với cả 1 trừ t. Như vậy ta đã nhóm hai hạng tử âm t mũ 5 với t bình vào trong ngoặc, trừ t vào với 1 vào trong ngoặc. Rồi, ta sẽ biến đổi phương trình là như sau, t mũ 8 trừ đi t bình nhân t mũ 3 trừ 1 cộng 1 trừ t, biến đổi sang này luôn, cộng với t bình nhân 1 trừ t mũ
3 cộng 1 trừ t. Trên 8 thì bình 1 trừ t nhân với 1 cộng t cộng t bình cộng với cả 1 trừ t. Rồi, thì ở đây ta thấy t mũ 8 sẽ là một số không âm lớn bằng 0, t bình lớn bằng 0. Đây là bình phương thiếu của t cộng 1 tất cả bình. Thì như vậy cái này như ta biết sẽ là dương. Rồi, còn đây ta thấy hai nhân tử 1 trừ t và 1 trừ t. Thì như ở trường 1 ta thấy là t lớn bằng 0 và nhỏ hơn 1. Từ đây ta suy ra 1 trừ t sẽ là một số dương. Vậy đây cũng là một số dương. Đây cũng là một số dương. Như vậy hai cái này thì không âm. Như vậy ta đã suy ra được bề trái là một số dương. Đây, chúng ta sẽ gọi đây là bề trái. Đấy. Vậy suy ra điều phải chứng minh, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trường hợp 2 là phần còn lại của t. T sẽ lớn bằng 1. Rồi, với trường hợp t lớn bằng 1 này, thì ta lại nhìn về trái ban đầu. Chúng ta sẽ nhóm các hạng tử như sau. Bề trái sẽ bằng này t mũ 8 trừ t mũ 5 là 1 cộng với t bình trừ t cộng 1 là một nhóm. Rồi, thì ở đây ta sẽ cứ bằng với t mũ 8 trừ t mũ 5, ta sẽ đặt nhân tử t mũ 5 ra, ta thu được t mũ 3 trừ 1 cộng với t bình trừ t cộng 1. Rồi, thì ta thấy t lớn hơn bằng 1 thì phải suy ra t mũ 3 sẽ cũng lớn bằng 1. Ta đi suy ra t mũ 3 trừ 1 lớn hơn bằng 0, đúng chưa? Đấy, thì như vậy chỗ này thầy sẽ biến đổi thêm một xíu là thành t mũ 3 trừ 1 cộng với chỗ này là bình phương thiếu của một hiệu, đúng không? Hiệu t trừ 1 theo bình, đúng không? Đấy, thì ta sẽ biến đổi thành t trừ đi 1 phần 2 tất cả bình cộng 3 phần 4. Đấy, như vậy t mũ 5 là một số dương. T mũ 3 trừ 1 ta chứng minh là không âm. T trừ 1, T trừ 1 phần 2 tất cả bình cũng sẽ là một số dương và 3 phần 4. Như vậy ta sẽ suy ra được bề trái là 1, kết quả dương. Suy ra thì phải chứng minh. Như vậy là chúng ta đã chứng minh được xong cái bất phương trình này là đúng. Như vậy bất phương trình của x cũng sẽ đúng. Rồi, thì với bài toán này nếu mà không có hướng dẫn của người soạn thảo theo khoa thì các em học sinh sẽ rất khó có thể nhìn ra được hai khoảng này. Đây cũng là một bài khá là nâng cao. Rồi, bây giờ thầy sẽ chuyển tiếp sang bài số 6. Bài số 6 thì họ xét cái một mặt phẳng ở độ OXY thì ở trên tia OX và OY họ sẽ lấy lần lượt hai điểm A và B thay đổi, tức là chúng ta sẽ lấy A và B bất kỳ sao cho đường thẳng AB luôn tiếp xúc với đường tròn tâm O bán kính R với bán kính ở đây là 1. Xác định tọa độ A và B để độ dài AB min. Rồi, hãy tóm tắt tọa dài trên này. Bây giờ để cho dễ làm bài và dễ tưởng tượng thì chúng ta nên vẽ một cái hình ra nhé, hoặc là ra bài học của mình thì thầy sẽ vẽ các họa hình ra bảng này. Rồi, bây giờ chúng sẽ vẽ đường tròn tâm O, tức là cũng tọa độ 1 đây, bằng kính 1. Rồi, khá là tròn. Rồi, hai điểm A và B
chúng ta sẽ gọi điểm tiếp xúc này là M. Chúng sẽ gọi điểm tiếp xúc này M. Thì tính chất tiếp xúc là sao? AB tiếp xúc với M, tức là bán kính nối từ O đến M sẽ vuông góc với đường thẳng AB. Được chưa? Rồi. Thế là tại góc tọa độ có vuông góc không? Có vuông góc. Ok. Rồi. Bây giờ ta nhìn vào đây. Ta sẽ thấy có tam giác OAB là tam giác vuông, có đường cao là OM. Như vậy ta đã nhớ đến một cái hệ thức gì nhỉ? Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Vậy thì áp dụng hệ thức lượng của tam giác vuông. Ta có điều gì? Ta có bình phương đường cao, tức ở đây là O mở bình, sẽ bằng tích hai hình chiếu của hai cái góc vuông lên cạnh huyền, tức là tích của MA nhân MB. Ok. Mà OM ở đây chính là bán kính của đường tròn tâm O, nên suy ra OM là có độ dài 1. Với lại ta suy ra được tích MA nhân MB là 1. Rồi. Đây là bước thứ nhất, bước thứ hai. Bước thứ hai. Bây giờ ta thấy muốn tìm được AB min thì ta sẽ biểu diễn AB như sau. AB sẽ bằng MA cộng MB. Dễ dàng thấy đúng không? Để M nằm trên AB. MB. Rồi, bây giờ có tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khi biết tích của hai số 1. Vậy thì ta đã gặp bài toán này trong các bài toán liên quan đến bất hẳn thức Cauchy. Như vậy ta sẽ áp dụng bất hẳn thức Cauchy. Bất hẳn thức Cauchy là bất hẳn thức áp dụng cho hai số dương x và y. Hai số dương x và y sao cho đấy, số x và y thì ta sẽ thu được x cộng y sẽ lớn bằng hai lần tích căn bậc hai, hai lần căn bậc hai của tích x và y. Đấy, thì từ đây ta sẽ suy ra MA cộng MB sẽ lớn bằng hai lần căn bậc hai của tích MA nhân MB. Trên này thì sẽ nói thêm về dấu bằng xảy ra bất hẳn thức này. Dấu bằng xảy ra bất hẳn thức này là như vậy thì khi x sẽ bằng y thì ở đây rồi ta sẽ biến đổi tiếp tục chỗ này. MA của B lớn bằng hai lần căn bậc hai của tích MA nhân MB. Vậy thì suy ra MA chỗ này ta sẽ kêu là hai đi, trên là một đi, trình bày cho nó đẹp. Từ một và hai ta suy ra MA cộng MB sẽ lớn bằng hai. Lớn bằng 2. Như vậy mà MA cộng MB là bằng AB. MA cộng MB là bằng AB. Như vậy AB sẽ lớn bằng 2. Thì đó ta sẽ suy ra AB min bằng 2. AB bằng 2. Và dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi mà trùng với dấu bằng xảy ra của bất hẳn Cauchy, tức là MA MB. Trong khi đó MA cộng MB bằng 2 nên suy ra MA và MB cùng bằng 1. Thỏa mãn tích 2 số bằng 1 chưa? Ok. Như vậy ta đã giải xong bài số 6. Để có được AB min thì ta sẽ có MA bằng MB là 1. Thì tức là M sẽ phải là trung điểm của trung điểm của A và B, đúng không? Rồi.
Ở đây bài toán là bắt xác định tọa độ của A và B. Xác định tọa độ A và B, chúng ta sẽ định như này. MA MB = 1, AB = 2. Như vậy với AB bằng 2 thì ta sẽ tính được OA. À, ta tính được B thông qua hệ thức lượng, đúng không? Rồi. Như vậy công việc của ta cuối cùng là chỉ cần tính OA và OB. Thì ở đây hệ thức lượng ta luôn là có OA bình bằng gì? Bằng tích của hình chiếu OA trên cạnh huyền nhân với cạnh huyền, tức là bằng MA nhân AB. Rồi, MA nhân AB, MA bằng 1, AB bằng 2. Như vậy OA bằng 2, suy ra OA bằng căn 2. Đấy. OB bình thì bằng MB nhân AB cũng bằng 2, nên suy ra OB sẽ bằng căn 2. Rồi. Như vậy dễ thấy A là nằm trên trục hoành, B là trục tung, ta sẽ suy ra được tọa độ hai điểm A và B. A sẽ là căn 2, 0, còn B sẽ là 0, căn 2. Rồi. Vậy thì khi mà em trình bày em sẽ kết luận bài toán là vậy AB min sẽ bằng 2 khi và chỉ khi tọa độ điểm A là căn 2, 0 và B là 0, căn 2. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng hai bài tập 5 và 6 của trang 79. Để xem cách giải của các bài tập ở phía sau thì các em hãy theo dõi các video kế tiếp. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chào tất cả các em, thầy là Nguyễn Hồng Minh, thầy là dạy toán ở trung tâm Việt Sách. Nếu các em thấy cách giải của bài tập của thầy hay thì các em hãy ấn like và subscribe bên dưới. Các em có vấn đề gì thắc mắc về bài tập hay là muốn chia sẻ cái cách giải với bạn bè thì các em hãy comment ở phía dưới nhé. Chúc các em học tập thật là tốt.